là hoa hồng Golden Celebration, nụ hoa bói đầu tiên. Cách đây chừng 2 tháng thì em ý nó bằng cây tăm mà đến từ vườn ươm nước Anh các bác. Đây là những cái nụ đầu tiên trong một sáng mùa hè, có sương mù ha, thì đã tan rồi các bác. Còn đây là Ready in the Pink, như hoa sen ấy các bác, hoa hồng mà như hoa sen ha, hoa hồng có gai này mà như hoa sen các bác. Nụ đầu tiên, nụ bói luôn. Sáng mùa hè. Còn đây là Angel màu kem các bác, vẫn em ý. Angel thiên thần hạ giới.